Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Cầu nguyện với phúc âm hàng ngày. Trích bộ suy niệm của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ngày 29 tháng 12, thứ ba tuần Bát Nhật Giáng sinh. Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo luật Mô-xê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem để dâng cho Chúa, như đã viết trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa. Và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là một cặp chim gáy hoặc hai bồ câu con. Và lúc đó tại Giê-ru-sa-lem có một người tên là Simeon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có thánh thần ở trong ông. Ông được thánh thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến trước khi thấy đấng Kitô của Chúa. Được thánh thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: đây, trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Sứ điệp: cụ già Simeon khao khát được gặp đấng cứu thế, được ôm Chúa Giêsu vào lòng. Cụ cảm thấy mãn nguyện và sẵn sàng ra đi về với Thiên Chúa. Hạnh phúc cao cả nhất của đời người là được gặp Chúa và đón nhận Chúa. Tự vấn: 1. Chúa Giêsu là đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hơn cả cụ già Simeon, tôi được Chúa ở bên, ở trong lòng. Nhưng liệu tôi có sống vui tươi hạnh phúc và biết cảm ơn Chúa bằng lời cầu nguyện không? 2. Cụ già Simeon kiên trì chờ đợi để gặp được Chúa, và cụ đã mất cả một cuộc đời dài mới gặp được Chúa cách ngắn ngủi. Tôi có thực sự tìm kiếm Chúa không? Hay tôi đang đi đạo một cách máy móc, theo thói quen, vô hồn và thiếu lòng mến yêu chân thành? Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, cụ già Simeon đã đi gần trọn một cuộc đời, từng trải qua những vui buồn sướng khổ, từng tận hưởng hân hoan hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đời này, dù có hấp dẫn đến đâu, cũng không làm cho cụ được thỏa mãn. Cụ vẫn cảm thấy thiếu, chỉ biết trông đợi Chúa là niềm an ủi duy nhất của đời cụ. Còn gì sung sướng hơn là được gặp Chúa? Còn gì hạnh phúc hơn là được bồng ẵm Chúa trên tay? Bấy nhiêu, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng đủ làm cho cụ mãn nguyện hơn cả một đời người đã đi qua. Cụ sẵn sàng ra đi trong bình an, không còn điều gì để luyến tiếc. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa cho con hạnh phúc hơn cụ Simeon rất nhiều. Hằng ngày Chúa cho con được gặp Chúa trong niềm tin, được ôm Chúa vào lòng qua bí tích thánh thể. Chúa đồng hành với con mọi nơi mọi lúc. Xin Chúa giúp con cảm nhận hồng ân cao cả này. Cuộc đời này nhiều cám dỗ mời mọc, lắm thứ lôi cuốn hấp dẫn. Nhưng lạy Chúa, đó chỉ là
những niềm vui giả tạo, những hạnh phúc chóng qua, tất cả chỉ để lại trong con một sự chán ngấy và càng khơi sâu niềm khát vọng trong con. Chỉ có Chúa mới là niềm hạnh phúc chân thật và lẽ sống của con. Xin Chúa đừng để con lạc đường. Hôm nay, con cầu xin cho những người lớn tuổi. Xin Chúa cho các cụ được mãn nguyện trong niềm vui gặp Chúa, được sống tuổi già hạnh phúc và về với Chúa trong bình an. Amen.